Quý vị và các bạn thân mến, kính viễn vọng không gian TESS của NASA là chiếc kính viễn vọng được thiết kế để tìm kiếm các hành tinh bên ngoài hệ mặt trời. Nó được phóng lên quỹ đạo vào ngày 18 tháng 4 năm 2018 trên đỉnh tên lửa Falcon 9 của SpaceX. Chiếc kính sử dụng một loạt các camera trường rộng đã quét được 85% diện tích bầu trời, quan sát những ngôi sao sáng nhất gần trái đất để phát hiện các ngoại hành tinh khi chúng quá cảnh qua ngôi sao. Chiếc kính còn được gọi với cái tên khác là vệ tinh khảo sát ngoại hành tinh quá cảnh TESS. Mới đây, NASA bất ngờ đưa ra thông báo vào ngày 8 tháng 4 năm 2024, kính viễn vọng không gian TESS của họ đột ngột chuyển sang chế độ an toàn và ngưng hoạt động, làm gián đoạn các quan sát khoa học. Vậy thực hư câu chuyện này như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng đi tìm hiểu nhé! Vào ngày 11 tháng 4 năm 2024, trên trang web chính thức của NASA bất ngờ đưa ra thông báo vệ tinh khảo sát ngoại hành tinh TESS của NASA đã chuyển sang chế độ an toàn vào ngày 8 tháng 4, tạm thời làm gián đoạn các hoạt động quan sát khoa học. Nhóm sứ mệnh đang điều tra nguyên nhân cốt lõi của chế độ an toàn xảy ra trong các hoạt động kỹ thuật theo lịch trình. Điều này có nghĩa, ở thời điểm hiện tại, kính viễn vọng không gian TESS đang tạm ngưng hoạt động và không thể quan sát các ngôi sao. Nhóm sứ mệnh sẽ cố gắng đưa TESS trở lại hoạt động quan sát khoa học trong những ngày tới. Đây có thể nói là một tin không vui với những người yêu thích chiếc kính. Tuy nhiên, khi hoạt động bên ngoài không gian, việc gặp sự cố sau nhiều năm hoạt động là không thể tránh khỏi. Kính viễn vọng không gian TESS được ra mắt vào năm 2018. Theo kế hoạch ban đầu, chiếc kính sẽ hoạt động khoảng 2 năm cho nhiệm vụ chính của mình. Nó sẽ kết thúc nhiệm vụ vào ngày 4 tháng 7 năm 2020. Tuy nhiên, sau thời gian đó, nhiệm vụ của chiếc kính được mở rộng và vẫn hoạt động cho đến hiện tại. Chiếc kính đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính bằng cách chụp ảnh được khoảng 75% bầu trời trong 2 năm. Nó đã phát hiện và xác nhận 66 ngoại hành tinh mới. Ngoài ra còn có 2.100 ứng cử viên ngoại hành tinh đang chờ xác nhận. Sau khi kết thúc nhiệm vụ chính, NASA tiếp tục mở rộng nhiệm vụ cho chiếc kính. Tính đến thời điểm hiện tại, sau 2 năm nhiệm vụ chính và gần 4 năm mở rộng, TESS đã khảo sát và chụp ảnh khoảng 85% diện tích bầu trời, xác nhận sự tồn tại của 432 ngoại hành tinh và có 7.138 ứng cử viên ngoại hành tinh đang chờ được xác nhận. Một con số ấn tượng với một chiếc kính mới chỉ gần 6 năm tuổi. Tiến sĩ Patricia Boyd, nhà khoa học dự án của TESS tại Trung tâm Bay Không gian Goddard của NASA cho biết, TESS đang tạo ra một loạt các quan sát chất lượng cao, cung cấp dữ liệu có giá trị về nhiều chủ đề khoa học. Khi bước vào sứ mệnh mở rộng của mình, TESS đã thành công rực rỡ. Để đạt được những thành công đó, kính viễn vọng không gian TESS được trang bị 4 camera trường rộng giống hệt nhau. Mỗi camera có chiều quan sát là 24 x 24 độ. Đường kính đồng tử hiệu dụng là 100mm. Ngoài ra, mỗi camera được trang bị một cụm thấu kính có 7 thành phần quang học, kèm theo đó là một máy dò 16,8 megapixel. Với những công nghệ này, các ngôi sao mà TESS quan sát sẽ sáng hơn từ 30 đến 100 lần so với những ngôi sao được quan sát dưới kính viễn vọng không gian Kepler. Bởi vậy, các hành tinh mà TESS phát hiện sẽ chi tiết và hiệu quả hơn người đàn anh Kepler của nó, giúp các nhà khoa học có thể tính toán được khối lượng, kích thước, mật độ và đặc tính khí quyển của các ngoại hành tinh. Kính viễn vọng không gian TESS được trang bị 4 tấm pin năng lượng mặt trời, được lắp thành 2 cánh ở hai bên. Kích thước sải cánh là 3,9 mét. Chúng có thể cung cấp 433 watt điện, giúp chiếc kính hoạt động ổn định trên quỹ đạo trái đất. Chiếc kính hiện đang ở quỹ đạo cộng hưởng 2-1 với mặt trăng xung quanh trái đất. Nghĩa là TESS quay quanh trái đất được 2 vòng thì đúng bằng thời gian mặt trăng quay quanh trái đất 1 vòng. Ở điểm cận địa, kính viễn vọng cách trái đất khoảng 108.000 km. Còn điểm viễn địa, nó cách trái đất xấp xỉ bằng khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng khoảng 384.000 km.
Các nhà khoa học tin rằng, với quỹ đạo cộng hưởng 2:1 với mặt trăng, nó sẽ giúp duy trì ổn định cho chiếc kính, ít nhất là trong 10 năm hoạt động. Để vận hành và điều khiển chiếc kính trên quỹ đạo, các nhà khoa học sử dụng 8 cơ sở mặt đất khác nhau được phân chia thực hiện các nhiệm vụ khác nhau, như Trung tâm Điều hành Sứ mệnh MOC, Trung tâm Mạng lưới Không gian sâu DSN, Trung tâm Điều hành Khoa học SOC, Trung tâm Điều hành Tải trọng POC, Trung tâm Vận hành và Xử lý Khoa học SPOC, v.v. Trong đó, Trung tâm Điều hành Tải trọng sẽ phối hợp với Trung tâm Điều hành để lên lịch cho tất cả các quan sát khoa học và tiến hành lập kế hoạch sử dụng công cụ. Sau đó, dữ liệu sẽ được nhận và xử lý qua mạng lưới không gian sâu DSN. Tiếp sau đó, dữ liệu sẽ được gửi đến Trung tâm Vận hành và Xử lý Khoa học SPOC. Ở đây, các nhà khoa học sẽ hiệu chỉnh dữ liệu và tạo ra các tệp đường cong ánh sáng nhằm phát hiện các dấu hiệu chuyển tiếp của ngoại hành tinh. Sau đó, dữ liệu sẽ được chuyển đến văn phòng khoa học TSO và kho lưu trữ MAST. Bạn có thể thấy, để vận hành một chiếc kính viễn vọng, các nhà khoa học sẽ mất rất nhiều thời gian, công sức, nhân lực mới thực hiện được. Sau khi các ngoại hành tinh được phát hiện, thông qua kính viễn vọng không gian TESS, dữ liệu sẽ được cung cấp cho kính viễn vọng không gian James Webb và các kính thiên văn mặt đất để có thêm những quan sát và phân tích các ngoại hành tinh, nhằm xác nhận chính thức ngoại hành tinh, cũng như tìm kiếm những hành tinh tiềm năng cho sự sống bên ngoài vũ trụ. Theo kế hoạch, TESS sẽ rà soát khoảng 200.000 ngôi sao sáng nhất và tìm các hành tinh quay quanh chúng. Phần lớn những ngôi sao này ở cách trái đất không quá 300 năm ánh sáng. Và giống như người tiền nhiệm Kepler, TESS được thiết kế để phát hiện ngoại hành tinh thông qua thay đổi về hình bóng khi chúng di chuyển ngang qua bề mặt ngôi sao chủ. Đây còn được gọi là phương pháp quá cảnh. Khi một hành tinh quá cảnh phía trước ngôi sao chủ của nó, thì độ sáng quan sát được của ngôi sao sẽ giảm đi một chút. Sự giảm ánh sáng này sẽ tùy thuộc vào kích thước tương đối của hành tinh với ngôi sao. Tuy rằng đây là một sự thay đổi rất nhỏ, nhưng đủ để kính viễn vọng không gian TESS phát hiện ra sự tồn tại của một ngoại hành tinh. Mục tiêu tiếp theo của TESS sẽ trở thành tàu thăm dò đầu tiên khảo sát gần như toàn bộ bầu trời. Tuy nhiên, với sự cố trước mắt, nó đã tạm ngừng các hoạt động khoa học khi chuyển về trạng thái an toàn vào ngày 8 tháng 4 năm 2024. Hy vọng rằng NASA và những người điều hành sứ mệnh sẽ sớm tìm ra được nguyên nhân khiến chiếc kính viễn vọng rơi vào trạng thái an toàn, để chiếc kính sớm đi vào vận hành, tiếp tục cống hiến cho khoa học. Đến đây, video của Top Thú Vị cũng xin phép tạm dừng. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn và bổ ích. Còn bây giờ, xin mời các bạn tiếp tục lựa chọn video bên trái hoặc bên phải màn hình để khám phá các bí ẩn khác của vũ trụ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Thân ái chào tạm biệt.